Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em nha. Chào mừng quý cô chú anh chị đã đến với kênh Mai Vàng miền Nam của em. Hôm nay ngày 25 tháng 2. Đúng ra thì ngày hôm nay em sẽ vô vườn, em quay video cho cả nhà mình những cái đoạn clip cắt cây về giao lưu. Nhưng có cái ngày hôm nay thì em cũng có những người bạn, những người anh em từ Đồng Nai xuống thăm, mà sáng giờ mấy anh em cũng dắt nhau đi ăn uống nha cả nhà. Thì nói chung ra thì em được rất là nhiều những anh em bạn bè gần xa, mỗi lần đi qua đây thì rất là thích ghé nhà em, còn anh em dắt nhau đi coi này coi kia. Ngày hôm nay thì em có một cái đoạn clip nhỏ gửi đến cho tất cả anh em nhà mình, vấn đề về những cái phô mai vàng này. Thì chắc có lẽ tầm 10 ngày nữa thôi thì những cái lô mai này sẽ không còn nữa hay cả nhà, sẽ không còn nữa. Em hy vọng sau lô mai này nó còn nhiều đi để em giao lưu với cả nhà mình. Tại vì những cái cây mai mà nó đẹp quá thì nó chỉ có một số thôi hai cả nhà. Đây, cây này là cây số 1 clip ngày hôm nay cả nhà. Cây rất là bự cả nhà, cây sù. Hoành mà đo đây nữa là ra năm mấy 60 luôn. Đo ngang đây là 66. Cây này rất là đẹp cây. Ngày hôm nay là tính ở đi cắt cây rồi về nhà, xong cái mình làm cái đoạn clip mình làm đế những cây mai này cho anh em mình coi nè, nhưng mà cái thời gian nó không có. Cây này quá khéo. Tầm phân khúc mà giá, em cũng nói cả nhà luôn, những cái mẫu này thì giá tầm 40 hơn chút hay cả nhà. Em ơi, em sẽ làm, em dọn cây cho cả nhà mình xem những cái cây mai này. Đây, em còn nhiều lắm cả nhà mình ơi. Nếu mà clip này nữa thì em chỉ còn một số những hàng lớn thôi nha, còn hàng nhỏ thì tương đối gọi là nhiều ha. Đây, một nhà trong luôn hai cả nhà. Cây này là cái cây số 2 ngày hôm qua nè, chưa có xong giá ha cả nhà. Lực sĩ tuy có mặt cắt ha, nhưng mà nói gì cả nhà mà thấy ông nuôi được cái độc chủ nó ba lớn nè, cốt cành nó lực gì nè, thời gian rất là lâu ha cả nhà. Đó, hy vọng ngày mai nó sẽ có một cái đoạn clip hay hay để gửi đến cho tất cả mọi người. Đó, cái này cái số 2, còn cái cây này là cái số 3. Cái này ngày mai em sẽ gọc lại cốt cành hết, gọc lại ngắn lại, em bắt chi trên này nè, chi trên này xuống ha cả nhà. Đây, đó, như con heo vậy cả nhà, mập lắm, cái này nó bự, bự kinh khủng luôn cả nhà. Xài thì nói chung cái lô mai này hôm bữa giờ thì cũng được rất là nhiều anh em mình đánh giá nó về cái lô mai này rất là khỏe, chưa có bị cây nào yếu hết. Cây này thì nếu mà cả nhà mình hỏi cũng phân khúc tầm 40. Còn cây này nè, cây này thì nói chung ra thì nó là một cái cây mai đế sổ dáng long mà sát bự nè, rất là bự luôn cả nhà. Em còn 6 cây hàng lớn, em còn 6 cây nữa. Hàng lớn dữ lắm, lớn cây nè. Cây này cây cũ, mấy này chưa có dọn gì hết trơn ha cả nhà. Mấy này là cây là đã vừa khai thác xong là mang về là mình phải chỉnh qua nhiều cái công đoạn, làm đế, cắt cành, làm sạch cây, vệ sinh cây, mình mới đủ cái đủ điểm lên giao lưu với cả nhà. Chứ đôi khi mà mình giao lưu lên mà cây nó không có đạt thì mình sẽ bị đánh giá liền. Tài làm cây không sạch, rồi tài không biết làm này làm kia. Thì nói chung ra thì mình cũng mong muốn là làm sao cho nó hoàn thiện cái nè. Cái này nó có cái chi huyền, hơi huyền xuống dưới, khéo lắm, khéo. Gặp em vẫn bỏ chi đuôi, gặp em bỏ chi đuôi luôn, em không có để. Còn cây này nếu phân khúc tầm 40, còn cây này nè phân khúc cũng tầm ba mấy, mà em nói thật sự cả nhà, cây này sát lớn vô cùng. Cây này là một cây đại, hoành thì cũng 40 bốn mấy, nhưng mà cái dạng đế của nó cả nhà thấy tương tự. Ngày mơ em làm ra cây này gọn giữ, cả nhà mình sưu tầm được. Ví dụ như một cái cây mai mà cả nhà mình nói vấn đề sù đi, lô mai này nó sù dữ lắm, nuôi vài năm nữa rồi thì cái tốc độ sù nó lên mất là mạnh ha cả nhà. Cái cây này thì mặt tiền nằm bên đây ha cả nhà, mặt tiền nằm bên này nè, nó rất là chi tiết, cục đế nó không mét mấy cả nhà. Cây này thì phân khúc giá tầm 30 mấy ha cả nhà, 36. Còn cây này cây đại nữa nè, em còn cây này là cây số 6, cây này cây đại nữa, sát bự lắm. Hứa hẹn ngày mai sẽ có một cái đoạn clip gửi đến cho tất cả mọi người. Còn anh em mình á, chẳng hạn như ai có những cái mẫu mà dạng như là tứ quý mà hàng lùng lực á, nói em nha, em đang tính sưu tầm khoảng chừng 10 cây để về nhà. Cây này em mua cũng tương đối gọi là giá cao, là khoảng có bốn mấy thôi, nhưng mà tại vì cả nhà mình biết rồi, cái mẫu mã cả nhà mình thích á, đập vô mắt mình rồi á, chào hàng mình rồi á, thì nó sẽ cảm thấy nó cao hơn chút xíu đi, em vẫn chấp nhận em mua.
tại đôi khi mình chưa chắc mình đã tìm được những cái mẫu cây như vậy. Cái đẹp, đây là cây trực lắc ha, trực lắc nè, đế này chuẩn theo bài. À, mời em dọn lại, cái này thì em không có giao lưu ha cả nhà. Cái này để em để em chơi, nhưng có cái là em lên em tìm những cái mẫu cây túi quý ha. Mai vàng thì em nhiều lắm, mai vàng thì em sẽ không có nhập thêm, em chỉ nhập thêm túi quý nè. Em tính cái mô hình của em sẽ làm một cái vườn ghép toàn bộ giống lá rí hết trơn ha, theo cái kiểu chơi kiểu như Mai Chú Thủy thành phẩm rồi, tầm 5 tắc quay đầu, 4 tắc quay đầu ha. Cây này em làm rồi sẽ tầm khoảng chừng 5 tắc quay đầu, nó có chi phong luôn. Cây này mà mình bắt cái chi 1 ra, chi 2 ra, chi 3, ân sau chi 4 trước gì nè, đọt chủ bóp giót lên, cây cực kỳ khéo. Cây này em mua của cái anh gì bên Vĩnh Long, em mua 9 triệu nè, bên Vĩnh Long, ân sau có chi phong mà bạn ha cái nè, ân sau vẫn có chi phong nè. Đế thì đế bổ điều thôi, tại mình vô gu mình quá, mình lỡ mình buông luôn cái nè. Cây túi quý, gọng C. Đây là một cây rồi. Em mới sưu tầm được hai cây. Còn cây này nằm đế nằm lu. Đây nè. Hoành có hai mấy 30 1 mét 1 mét 2 hoành đế. Đế nó khủng khiếp chứ đắt luôn á trời. Nè. Anh này anh thợ đảm bảo nhìn là biết tay thợ. Đục á, vết cắt và vết đục á, mình nhìn mình biết ngay. Đục rất những cái cành nách này. Em về em ghép ra cái nè, em ghép ra. Nè. Cái này em mua của anh Phong Thạch Vĩnh Long, Phong Thạch Vĩnh Long 8 triệu rưỡi. Đế này, đế nằm lưu thôi cái này, giá thành hơi cao nhưng mà đúng cái gu mình là được à. Tại vì cái mẫu mã của em đợt tới này em sẽ làm theo cái kiểu mà dạng như Mai Chú Thủy á, em thích những cái phong nó gọn thôi đó. Còn những cái cây này thì nếu mà nói thì cả nhà mình sẽ xuất hiện tầm khoảng chừng 2 năm nữa em sẽ ra nha. Cái này em sẽ trồng lại mớ, cố gắng giữ lại tầm khoảng chừng 20 cây để mình nuôi, tương lai thì nó cũng rất là giá trị ha cả nhà. Tại vì nếu mà mình nói trong cái giai đoạn tới nữa đi, nhiều anh em nói là tôi không mua đợt này thì tôi mua được sau, cái cây này nó năm nay nó không có, năm sau nó có, tại vì những cái cây khác nó lên nó đã có nữa rồi. Nhưng mà em nói thiệt cả nhà mình ha, cái lô mai này là nuôi từ phôi chứ không phải là nuôi từ cây con ra. Bây giờ cả nhà mình nuôi có kỹ thuật nuôi là chưa chắc gì cả nhà mình đó đã có cái phôi nguyên liệu như vậy cả nhà mình nuôi. Em nói đúng không? Cả nhà mình muốn nuôi được nhanh như vậy thì cần quan trọng nhất là phôi nguyên liệu. Đây, cái này phôi nuôi từ phôi ra nè. Phôi ra ha cái nè, chứ không phải là từ cây con ra. Từ phôi ra ha cái nè. Đó. Nguyên cái vàng 6 cây ngày hôm nay nó thực sự cả nhà mình á, sáng cũng có người gọi xuống chốt lần 6 cây luôn, nhưng mà giá thành nó em thấy nó không có hợp lệ. Nó không có hợp lệ, bởi vì em không có giao lưu được. Giống như cây cỡ gì thôi nè, cả nhà mình tìm đi mỏi mắt, cỡ nào cỡ không bao giờ mà có cây nào mà giá tầm phân khúc này. Tại hàng của em là hàng lớn nha cả nhà, hàng của em là hàng bonsai đại, chứ không có phải là những cái hàng mà giống như trong lô này cũng có những cái cây mai mười mấy triệu thì vẫn có, nhưng có cái em ít nhập thôi cả nhà. Khi nào có cây nào mà nó nhỏ mà nó tịch em nhập em về em giao lưu cả nhà ha. Đó, cây này rất khéo. Những cái cốt cành là vị trí đóng này kia đây. Hồi sáng ai cầm trọng vô đây em tôi cái trọng. Hồi sáng em có mới mua được một cái cây đục, em thử em kêu anh Trọng anh đục cho cả nhà mình. Ông lấy cái đục cái trọng, cái đục máy ông đục cái chỗ này em tôi cái trọng. Em mới mua cái máy này xài rất là ngon. Em mới mua được cái cây đục này, đục đây này trọng. Gọt cái miếng này nó đục là phải đã lắm nghe cả nhà, vậy nè. Nó trời ơi, đã 8.500.000 cực kỳ không. Em đang xử lý cái mặt thẹo này ha cái nè, mình làm cho nó đỡ thô lại, trời ơi nó ngọt kìa. Tiếc có cái máy này máy Nhật cái nha, người ta chỉ xài là xài cái chỗ mà dạng như là cái những cái mặt thẹo nhỏ thôi, cái bản đục người ta không có làm bự, làm nhỏ lắm, sâu vô trời, sâu vô đẩy là nó ăn liền ở đó đâu, sâu vô thấy không, đỡ lắm cái nè. 8.500.000 em mua của một cái anh gì trên Facebook đó. Em đang đặt thêm cây nữa nè, đặt thêm cây nữa, tiền ship hôm bữa nhiêu tiền em cũng không nhớ nữa, cây rất bự luôn. Đang làm bên em kỹ lắm cả nhà, mà đây khi mà lựa chọn những cây mai á mà nó có mặt thẹo này kia phải không, là em phải lựa chọn xem cái thẹo nó có bị hư hay là không. Tại vì cây dài chục triệu mà mình phải làm sao cho nó kỹ càng chứ, chắc ăn nữa.
cây mặt hẹo tốt, không bị hư mục. Này xong cả nhà mình đợi cho nó sạch, cả nhà mình lấy nước sạch đó, cả nhà mình bôi nhẹ nó cái, bôi nhẹ để khô, cả nhà mình bôi keo là được rồi. Bên em nuôi thẹo cực kỳ nhanh luôn cả nhà. Đó, chứ những cái mặt hàng này tìm gọi là hàng toàn bộ là hàng sưu tầm không cả nhà. Đó là má này ủi nhanh nè, tí mình đục còn nhanh hơn nữa, nhưng mà nó không lát mà này, mình muốn ngóc ngạnh này kia. Cái này nếu là em mà cây máy này sử dụng chuyên cho những cái cây mà anh Mai chú Thủy ha, muốn đọc mà theo cái hình hài của mình á, máy này xài rất là ngon. Đó, mặt hẹo ha cả nhà, chấp nhận thôi. Những cây này là chấp nhận phải có mặt hẹo ha cả nhà. Cái phôi này cả nhà mình về nhà phải không? Quan trọng nhất là em chỉ cả nhà mình luôn, cả nhà mình thấy cái bầu của em hơi đen đen không? Bên này đen đen không? Đó, đen về cả nhà mình đừng tưới nước, xịt nước lên thân đây. Khi nào mà cái cây nào mà nó khô bầu nó trắng, em kiếm cây khô bầu trắng này. Đây, cây này nè, khô bầu hơi trắng, khô bầu hơi trắng như vậy. Đó, cả nhà mình về nhà, cả mình về nhà mình tưới vô. Đó, ngày cho nó chút. Đó, khi nào trắng về cả nhà mình tưới. Còn tới lúc mà ghi ví dụ như tầm mà nó kéo nhựa rồi, lên tược rồi, phải không? Cả nhà mình tới tủ trồng, cả nhà mình đợi cho em thêm khoảng chừng 5 ngày ngắt nước ha, toàn bộ luôn. Không xịt nước gì hết trơn, rồi cả nhà mình khô bầu vô, cả mình trồng. Đó, vậy nó mới khỏe mạnh cả nhà. Ôi, chào bạn Hiền nha. Chào bạn Hiền nha. Đó là một người bạn, là một người khách hàng rất là thân thiết với em bao nhiêu năm nay à. Y gan như là anh em thân trong nhà đó. Bạn này tên Sang ở Đồng Nai hay cái này. Rất là được, rất là dễ thương luôn. Ông mua mai em bao nhiêu năm nay à. Ơi, ơi, u, u. Rồi về nha. Ô, cây mai của mình về luôn kìa, quay luôn. Em mới mua cây này đẹp lắm cái nè. Em mới sưu tầm được cây này đẹp, đẹp lắm. Ê, cho cây mai bài của tôi xuống giùm tôi luôn ấy. Rồi về, mới mua cây bài đẹp dữ lắm, đẹp luôn cả nhà. Hôm bữa thì em như khi em mua cái gì đó là em nói mua là em mua hay cả nhà. Cây này hôm bữa em mua em về em sưu tầm em chơi mà vô tình cái mình quên đi lấy. Ngày hôm nay mình cho xe tải đi lấy luôn. Em mới mua được một cây lùng lực hay cả nhà. Cây này cây sưu tầm chứ giao lưu. Tại là em thích đang sưu tầm một số những cây mai mà vô cái gu của mình á, mình làm một khu vườn để cho nó bát ngát xanh cái đi, rồi bắt đầu anh em mình giao lưu sau. Hoành eo em nhớ lúc đó là 54, 55 lùng lực. Chỗ này chỗ 6 lòng lòng 60 tàn chi cành có đầy đủ nè. Mấy ông nội này chưa về nữa. Nó thấy cây đẹp chưa về luôn. Cây đẹp quá hả? Không về luôn hả? Bỏ nắp ra. Bỏ nắp. Bỏ nắp xe về luôn ha. Giờ bỏ cây này ở sau đít được không ta? Để nắp xe đi. Cây này nó nằm chậu 60 á. Nằm chậu 60. Cây bóp giót đọt. Em ơi, cây này em sẽ lịch sửa lại một số nữa. Rồi để lên đồn dùng luôn mấy bò ơi. Cây này họ không giao lưu đâu nghe ông nón trắng. Thích chưa? Mời bỏ chi này ra đây, nuôi mặt tiền mà để chi này thấy hơi sai sai rồi đó. Trời ơi. Chút hai vòng. Chút hai vòng. Về nhà lắp lắp gì đó nè. Đó, chơi cái cũ thôi là được rồi. Trời ơi, được cái chậu rồng xịn nữa. Chi cắt bỏ sang ơi. Còn nhiều chi lắm mà cây này cây zin nha, bông zin đàng hoàng luôn. Cây này muốn đẹp nữa biết làm gì không? Cun lại hết, làm lại. Để cun lại hết cây này. Đó, cắt liền, cho anh em nhà tôi nói là làm liền. Cái máy mới mua, móc móc về cái rồi. Cắt đảo rồi đó. Rồi rồi. Trời ơi, như ông với bà luôn đấy không? Rồi, còn gì băng nữa? Rồi. Cả nhà mình ơi, ngày hôm nay là một cái đoạn clip thì nó không được có như những cái đoạn clip khác, nhưng mong quý cô chú chị em thông cảm và mong quý cô chú chị em like chia sẻ giùm em. Tại vì trong cái thời gian tới này bên em luôn luôn làm những cái video rất là hay gửi đến cho tất cả mọi người. Em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú chị trong clip ngày mai. Quý cô chú chị đi ngang nhớ cho em xin một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Miền Nam của em. Em xin chào tạm biệt. Hẹn quý cô chú chị clip chân thật nhất ngày mai.